Khi ta nhắm mắt lại và tưởng tượng về một thế giới hoàn hảo, liệu bạn có bao giờ hình dung ra một nơi, nơi mà không chỉ cảnh vật đẹp đẽ, mà còn tràn ngập sự an lành và thanh tịnh? Thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà chính là một nơi như vậy. Một nơi mà mọi điều tốt đẹp nhất đều hội tụ, nơi mà mỗi âm thanh, mỗi cơn gió đều vang vọng lên tiếng nhạc pháp vi diệu. Theo Kinh A Di Đà, thế giới Cực Lạc là nơi mà khi gió lay động những hàng cây báu, tấm lưới báu liền phát ra âm thanh kỳ diệu, giống như hàng trăm ngàn tiếng nhạc hòa quyện cùng nhau. Những ai nghe được âm thanh ấy, tự nhiên sẽ sinh tâm nhớ nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng giả. Đây không chỉ là một không gian vật chất, mà là một không gian tinh thần, nơi mà mọi sự trải nghiệm đều dẫn dắt chúng ta trở về với sự tỉnh thức, với chân lý của Đạo Phật. Nhưng liệu có phải là nơi này chỉ dành cho những bậc tu hành cao quý? Theo Kinh Đại A Di Đà, thế giới Cực Lạc không phân biệt con người bằng giai cấp hay địa vị. Mỗi giảng đường, tinh xá ở đây đều hình thành từ 7 món báo, và các cung điện, lan can ở Cực Lạc còn thù thắng hơn hàng ngàn lần so với cung điện của Thiên Đế. Điều này chứng tỏ rằng, những người tu tập đạt đến cảnh giới này đều có được sự viên mãn không chỉ về tinh thần mà còn về vật chất. Chẳng hạn, bất kỳ khi nào người dân Cực Lạc cần đến y phục, thức ăn hay âm nhạc, họ chỉ cần tùy ý hóa hiện, mọi thứ liền lập tức xuất hiện theo ý muốn. Điều này có thể khiến nhiều người nghĩ rằng đời sống ở Cực Lạc là quá đầy đủ, quá dễ dàng. Nhưng thật ra, những điều này chỉ là biểu hiện cho việc mọi mong cầu và dục vọng đều đã được tinh hóa, biến thành những phương tiện để hỗ trợ tu tập và hành đạo. Hãy tưởng tượng cảnh sắc của thế giới này. Ven bờ những ao hồ báo là những cây chiên đàn, hoa sen đủ màu che kín mặt nước, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, không thể diễn tả bằng lời. Những loài chim kỳ diệu ở đây, từ bạch hạc đến khổng tước, không chỉ khoe sắc mà còn phát ra những âm thanh hòa nhã, diễn đạt đầy đủ các pháp như năm căn lành, năm sức, bảy phần bồ đề, tám thánh đạo. Tất cả như một bản nhạc pháp không dứt, dẫn dắt chúng sinh luôn sống trong niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng giả. Và nếu có ai đó nghĩ rằng chỉ những người sống khổ hạnh, xa lìa vật chất mới có thể đạt được an lạc, thì hãy nhớ rằng cõi Cực Lạc không phải là một nơi xa lạ đối với cuộc sống thường nhật của chúng ta. Ngay giữa lòng thế giới viên mãn này, mỗi người vẫn tu tập và tiến tu tùy theo hạnh nguyện của mình, và tất cả đều hướng đến giác ngộ, không có ai bị bỏ lại phía sau. Đức Phật dạy rằng, ở thế giới Cực Lạc, nhân dân có những người ở trên mặt đất giảng kinh, tụng kinh, nghe kinh hoặc suy ngẫm đạo lý hay ngồi thiền. Lại có những người ở trên hư không giảng kinh, tụng kinh, nghe kinh hoặc suy ngẫm đạo lý hay ngồi thiền. Cõi Tây Phương Cực Lạc, với vẻ đẹp siêu việt và sự thanh tịnh, thực sự là một miền đất hứa cho những ai có lòng tin tưởng và quyết tâm tu tập. Mỗi người trong chúng ta, dù đang ở đâu trên con đường tu học, đều có thể tìm thấy sự an lạc và hy vọng từ những hình ảnh tuyệt đẹp mà kinh điển đã mô tả. Điều quan trọng là chúng ta hãy tiếp tục nuôi dưỡng tâm từ bi, thực hành đúng chánh pháp và hướng lòng mình về những điều thiện lành. Chúc cho mỗi chúng sinh đều có thể vượt qua những khổ đau của cõi ta bà, và một ngày không xa, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ tại miền đất an lành ấy. Kinh Quán Vô Lượng Thọ ghi chép về Đức Phật A Di Đà trước khi thành Phật, khi còn là tỳ kheo tên Pháp Tạng. Pháp Tạng có ý định trang nghiêm một cõi tịnh độ để thuận lợi cho việc giáo hóa chúng sanh. Để thực hiện điều này, Ngài đã xin Đức Phật Thế Tự Tại cho biết hình thức và nội dung của 200 mồi ức quốc độ của chư Phật. Nghe xong, Ngài yêu cầu Đức Phật biến hiện những cảnh giới đó để có thể tham khảo và làm ấn tượng trong việc tu hành. Sau khi tường tận về các cảnh giới của chư Phật, tỳ kheo Pháp Tạng bắt đầu dốc sức vào việc tạo quốc độ. Ngài đã trải qua 5 kiếp để tư duy và nhiếp thủ, cuối cùng thành tựu được thế giới Cực Lạc. Trong khi kiến lập, các thế giới trong 10 phương đều được tạo thành từ cộng nghiệp của chúng sanh và chỉ là sự biến hiện của thức. Tất cả sự biến hiện đều phụ thuộc vào nhân duyên, và cảnh giới bên ngoài chỉ là sự phản ánh của nội thức. Đối với những bậc đã tịnh hóa tâm thức như các chư Phật, họ dùng tâm thanh tịnh để biến hiện các cõi tịnh độ. Nếu chúng sanh nhất tâm niệm Phật thì chính là gieo chánh niệm vào tịnh thức của Phật, tương tự như đổ một chậu nước vào biển cả, hòa hợp và trở thành đồng nhất với nước biển. Khi chúng sanh sinh vào quốc độ của chư Phật,
Y báo và chánh báo của họ cũng trở nên trang nghiêm như Phật và cũng sẽ được dung thông vô tận. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao tỳ kheo Pháp Tạng phải trải qua 5 kiếp để thành tựu cảnh giới cực lạc. Ví dụ, để tạo ra một cây bửu thọ, Ngài Pháp Tạng tập trung tư tưởng vào một khoảng hư không, tưởng tượng ra một cây bửu thọ với gốc vàng, cành bạc, nhánh lưu ly, chồi thủy tinh, lá san hô, hoa mã não và trái sa cử. Sự tưởng tượng này gọi là tư duy. Khi tư duy đã thuần thục, cây bửu thọ hoàn chỉnh và vĩnh viễn tồn tại. Ngài Pháp Tạng sau đó muốn cây bửu thọ không chỉ tồn tại tĩnh mà còn sống động, nở hoa, kết quả, phát ra thanh âm theo ý muốn. Đây gọi là nhiếp thủ, nghĩa là thu hoạch và giữ lấy sự tạo tác. Cây bửu thọ này, từ góc nhìn của Phật nhãn, là hư huyễn, nhưng từ góc nhìn của chúng sanh trong các cảnh giới khác, cây bửu thọ được thấy là có thật với các sắc, âm thanh, mùi vị và cảm giác. Sự hoàn chỉnh của cây bửu thọ phản ánh quá trình tạo thành một cõi tịnh độ với sự công phu và thời gian cần thiết để hoàn thành. Đối với Ngài Pháp Tạng, việc tạo dựng cõi tịnh độ không chỉ là để tạo ra một nơi thanh tịnh cho chúng sanh, mà còn để tiếp độ họ, giúp họ vượt qua sanh tử luân hồi. Ngài đã trải qua 5 kiếp để hoàn thành điều này, và cõi cực lạc trở thành nơi quy túc của chúng sanh trong tương lai, là bậc thang đưa họ tới cứu cánh, giải thoát. Điều này cho thấy lòng từ bi vô hạn của Đức Phật A-di-đà đối với chúng sanh. Phật học phân chia quả báo thành hai loại. Chánh báo, tức là quả báo hiện trong tự thân, và y báo, tức là quả báo hiện ngoài tự thân, bao gồm hoàn cảnh, quốc độ và các sự vật chung quanh. Sự tôn nghiêm của trả chánh báo và y báo ở cõi cực lạc được mô tả trong 3 bộ kinh về pháp môn tịnh độ. Tuy nhiên, những mô tả này chỉ khái quát và không thể bao quát toàn bộ sự vĩ đại của cõi cực lạc. Thực tế, việc diễn tả toàn diện cõi cực lạc có thể tốn cả đời mà vẫn chưa hoàn tất. Dù chúng ta không thể mô tả đầy đủ mọi khía cạnh của cõi cực lạc, việc kiên cố niệm Phật sẽ giúp người tu hành tự mình trải nghiệm và thấy rõ cảnh giới khi được vãng sanh. Chỉ đọc lý thuyết mà không thực hành sẽ giống như đọc lịch sử mà không hiểu rõ hoàn cảnh và nhân vật. Việc đọc mà không sống lại được nhân vật và hoàn cảnh thì chỉ là lý thuyết suông, không có ích gì như gãi ngứa ngoài giày mà không hết ngứa. Điều quan trọng là chăm nghe không bằng một thấy. Nếu người tu hành kiên cố niệm Phật và được vãng sanh vào tịnh độ, họ sẽ tự mình thấy rõ ràng khi đặt chân vào cảnh giới đó mà không cần thêm lời thuyết giáo. Ngược lại, nếu không nhất tâm tu niệm, dù đọc nhiều lý thuyết cũng chỉ là đọc lịch sử mà không hiểu rõ hoàn cảnh và nhân vật, vẫn chỉ là lý thuyết suông. Trong khi chờ đợi sự chứng ngộ trực tiếp, ta có thể dựa vào kinh điển để khái quát về trạng thái trang nghiêm của thế giới cực lạc. Kinh điển mô tả cõi tịnh độ qua các yếu tố của chánh báo, chúng sanh thế gian thanh tịnh và y báo, hoàn cảnh trang nghiêm. Dưới đây là những điểm nổi bật về chánh báo trang nghiêm trong cõi cực lạc. A. Chánh báo trang nghiêm. 1. Thân tướng trang nghiêm. Người dân trong cõi tịnh độ có thân hình toàn sắc vàng, đều đặn 32 tướng tốt, không có sự phân biệt giữa người đẹp và xấu. Dung mạo của họ đều xinh đẹp và khôi ngô, không có sự khác biệt, tạo nên một cảnh sắc sắc đồng nhất và tuyệt vời. 2. Thọ mạng vô hạn. Người ở cõi cực lạc có thọ mạng vô lượng vô biên, kéo dài đến A Tăng kỳ kiếp, vô số kiếp, hoàn toàn tự chủ theo bản nguyện của mình, mà không bị hạn chế bởi thời gian. 3. Có phép thần thông. Những cư dân ở đây sở hữu các phép thần thông như thiên nhãn thông, nhìn thấy suốt tất cả, thiên nhĩ thông, nghe suốt tất cả, tha tâm thông, biết được tâm niệm của người khác, túc mạng thông, biết rõ kiếp trước, và thần túc thông, di chuyển tự tại. Những ai chứng quả A-la-hán còn đạt được lậu tận thông, dứt sạch nghiệp luân hồi. 4. Thường an trú chánh định, tâm trí của các cư dân luôn được an định và không bị hoàn cảnh chi phối. Họ luôn ở trong trạng thái chánh định, không bị tán loạn hay dao động. 5. Không còn đọa ác đạo. Những ai đã sinh về tịnh độ sẽ không bao giờ bị sa đọa vào 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Họ đã thoát khỏi các khổ đau và hiểm nguy của những cảnh giới đó. 6. Hoa sen hóa xanh. Cư dân của cõi cực lạc đều được hóa xanh từ hoa sen mọc trong hồ bảy báu, không phải do ái dục nam nữ mà thành. Điều này thể hiện sự thanh tịnh và cao quý. 7. An vui thanh tịnh. Thân tâm của các cư dân được an lạc và thanh tịnh, tương tự như các vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán, không còn chịu sự khổ đau và phiền não.
8. Không còn có tên bất thiện. Trong cõi tịnh độ, không tồn tại bất kỳ điều gì gọi là bất thiện. Danh từ bất thiện cũng không có, huống chi là sự thật bất thiện. 9. Đạo tâm bất thoái. Cư dân ở đây luôn giữ được tâm đạo không thoái chuyển, luôn tinh tấn và thăng tiến trên con đường đạt đến đạo quả vô thượng bồ đề, không bị lùi bước. 10. Trí huệ biện tài. Họ có khả năng đọc tụng và thọ trì giáo pháp một cách tinh tế, cùng với tài biện luận vô ngại, có thể giải thích và truyền đạt giáo lý một cách rõ ràng. 11. Được vô sanh pháp nhẫn. Những ai chứng quả vô sanh pháp nhẫn đã phá trừ hết ngã chấp và pháp chấp, đạt được trí tuệ chân thật, hòa hợp với chân lý và không còn sự phân biệt giữa lý và trí. 12. Uy lực tự tại. Họ có đủ năng lực và thần thông tự tại, tương tự như các bậc Thanh Văn và Bồ Tát, có thể nắm giữ tất cả thế giới trong lòng bàn tay. 13. Thân sáng chói lọi. Các bậc Thanh Văn có thân thể chiếu sáng được một tầm, trong khi các bậc Bồ Tát thì thân thể chiếu sáng từ 100 do tuần đến tam thiên đại thiên thế giới. 14. Vô số thanh văn. Trong hội đầu tiên của Đức Phật A-di-đà, số lượng thanh văn chứng quả không thể đếm hết. Ngay cả Mục Kiền Liên với sức thần thông của mình cũng không thể biết hết số lượng thanh văn và Bồ Tát đã chứng quả trong đại hội đầu tiên, dù cho có biết một phần thì cũng chỉ như một giọt nước so với biển cả. 15. Vô số bổ sứ Bồ Tát. Trong cõi Cực Lạc, số lượng Bồ Tát bổ sứ, những người sắp thành Phật, là vô lượng vô biên, không thể đếm hết. Tất cả những người này đều bất thoái chuyển, đạt đến phẩm vị cao quý và gần gũi với việc thành Phật. Những đặc điểm này mô tả một cách khái quát về sự trang nghiêm của cõi Cực Lạc, cho thấy sự vĩ đại và thanh tịnh của thế giới mà Đức Phật A-di-đà đã tạo dựng. Sự hoàn hảo này không thể diễn tả hết bằng lời, nhưng những mô tả này có thể giúp chúng ta hình dung và hướng đến mục tiêu vãng sanh để tự mình trải nghiệm và chứng ngộ. Vừa tìm hiểu về tranh báo, chúng ta đã thấy sự trang nghiêm và thanh tịnh của cõi Cực Lạc được thể hiện rõ nét qua những đặc điểm độc đáo và tinh tế. Giờ đây, chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu y báo, phần còn lại trong tổng thể quốc độ Cực Lạc. Để hiểu rõ hơn về các yếu tố có phần tạo nên sự thanh tịnh và trang nghiêm tuyệt đối của nơi này. Y báo trang nghiêm, khí thế gian thanh tịnh. Y báo trang nghiêm là một phần của quốc độ Cực Lạc, nơi thể hiện sự trang nghiêm và thanh tịnh tuyệt vời. Các chi tiết về y báo trang nghiêm bao gồm: 1. Mặt đất do bảy báo tạo thành. Trong quốc độ Cực Lạc, mặt đất được cấu thành từ ngọc lưu ly trải khắp, hòa quyện với bảy báo khác, mang lại vẻ đẹp trong suốt từ bên trong ra ngoài. Dưới lớp đất lưu ly có một nền đế bằng vàng, kim cang và bảy báo hỗ trợ. Xung quanh đế có 8 góc, mỗi góc được khảm bằng thất bảo. Mỗi loại trong thất bảo phát ra hàng trăm ngàn ánh sáng với 84.000 màu sắc rực rỡ, chiếu sáng lên mặt đất lưu ly. Dây chuyền vàng cũng được giăng khắp nơi, xen lẫn với thất bảo, tạo thành những ranh giới ngay thẳng, rộng lớn, mênh mông và trang nghiêm. 2. Khí hậu ôn hòa. Khí hậu ở đây luôn mát mẻ quanh năm, không phân chia thành 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, không quá lạnh, cũng không quá nóng. 3. Lưới báo bùa răng. Trong cõi Phật Cực Lạc, vô số lưới báo được răng khắp nơi. Các dây răng được làm hoàn toàn bằng vàng, kết tua bằng ngọc trân châu và xen lẫn với hàng trăm ngàn loại ngọc báo khác. Những linh báo treo xung quanh lưới phát ra ánh sáng rực rỡ và thanh âm pháp niệm màu khi gió nhẹ thổi qua, khiến các chúng sanh tại đó tự nhiên sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mồm, 6 thời mưa hoa. Mỗi ngày và đêm, trong 6 thời có gió dịu dàng phảng phất, hoa mạn đà la từ trên trời rơi xuống khắp mọi nơi, thơm tho và mát dịu. Khi hoa rơi, chân bước xuống sẽ lún sâu khoảng 4 tấc như đi trên nệm gấm. Nhưng khi dừng lại, lớp hoa lại khôi phục như cũ. Hoa héo dần và biến mất, trả lại mặt đất sạch sẽ. Cảnh tượng này diễn ra 6 lần trong ngày đêm. 5. Sen báo đầy rẫy. Các hoa sen báo mọc khắp cõi Phật Cực Lạc. Mỗi hoa sen báo có hàng trăm ngàn ức cảnh, từ các cảnh phát ra ánh sáng với vô số màu sắc. Các màu sắc như xanh, trắng, huyền, vàng, đỏ, tía đều phát ra hào quang rực rỡ, lấn át cả ánh sáng mặt trăng và mặt trời. 6. Hóa Phật thuyết pháp. Từ mỗi hoa sen báo phát ra 36.000 ức hào quang. Trong mỗi hào quang hiện ra 36.000 ức Đức Phật, với thân vàng sáng chói và tướng tốt trang nghiêm. Mỗi Đức Phật lại phóng ra vô số hào quang, chiếu sáng khắp 10 phương và thuyết pháp niệm màu cho 10 phương chúng sanh nghe.
7. Cây đạo tràng của Phật. Cây đạo tràng của Đức Phật A-di-đà được cấu thành từ các báu vật, được trang sức thêm bằng trân châu và mã não. Xung quanh cây, trên các nhánh lớn và cành con, có các chuỗi ngọc treo lơ lửng, tỏa ra hàng trăm ngàn vạn sắc màu kỳ diệu. Trên cây, lưới báu đẹp đẽ được giăng khắp nơi, mọi thứ đều trang nghiêm và tùy ý ứng hiện. 8. Cây báu phát âm thanh. Vô số cây báu mọc khắp cõi tịnh độ, có cây làm từ một loại ngọc báu, có cây làm từ 2, 3 hoặc 7 loại ngọc báu kết hợp. Các cây báu này mọc theo hàng, cành, lá, hoa và trái đều tươi đẹp không thể tả xiết. Khi gió nhẹ thổi qua, từ cành, lá, hoa và quả phát ra 5 loại âm thanh hòa nhã, giống như hàng trăm ngàn điệu nhạc hòa tấu. Âm thanh du dương và mầu nhiệm này khiến các chúng sanh nghe và chứng ngộ pháp sâu xa, đạt đến bậc bất thoái và tiến đến quả Phật. Nghe tiếng nhạc, tai trở nên thanh tịnh, mắt thấy sắc cây, mũi ngửi hương cây, miệng nếm vị cây, thân cảm nhận ánh sáng từ cây tỏa ra và ý tưởng hình dáng cây. Sáu căn đã lãnh hội cây báo thì sẽ ngộ được thậm thâm pháp nhẫn và lên bậc bất thoái, từ đó không còn bị não hại và lục căn luôn được thanh tịnh. 9. Muôn vật nghiêm lệ. Tất cả muôn vật đều được trang nghiêm thanh tịnh, sáng suốt và xinh đẹp. Hình sắc của chúng đặc biệt lộng lẫy một cách vi diệu, không thể tả xiết. 10. Không có ba đường giữ. Không có các khổ nạn của ba cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 11. Cung điện trang nghiêm. Tất cả các công trình như giảng đường, tinh xá, cung điện và lầu gác đều tự nhiên thành tựu và được trang hoàng bằng 7 loại báu. Các công trình này còn được phủ một lớp mặt võng làm bằng các báu trân châu, mani và minh nguyệt. Các công trình có thể được xây cất bằng 1, 2 hoặc vô lượng loại báu tùy theo sở nguyện mà hiện ra. 12. Quốc độ thanh tịnh. Quốc độ cực lạc trong suốt như một thế giới pha lê, chiếu tỏa khắp mười phương, từ đó có thể trông thấy vô lượng vô biên các thế giới của chư Phật bất khả tư nghị. 13. Hồ tắm trong thơm. Nước trong các hồ tắm yên lặng, trong suốt và thanh tịnh, có mùi thơm như nước cam lộ và đầy đủ 8 tính chất gọi là bát công đức thủy. Nếu hồ làm bằng vàng, dưới đáy là cát bạch ngân. Nếu hồ bằng bạch ngân, dưới đáy là cát vàng. Nếu hồ bằng thủy tinh, dưới đáy là cát lưu ly. Nếu hồ bằng lưu ly, dưới đáy là cát thủy tinh. Nếu hồ bằng san hô, dưới đáy là cát hồ phách. Nếu hồ bằng hồ phách, dưới đáy là cát san hô. Nếu hồ bằng sa cử, dưới đáy là cát lưu ly. Nếu hồ bằng bạch ngọc, dưới đáy là cát vàng tía. Nếu hồ bằng vàng tía, dưới đáy là cát bạch ngọc. Các nhóm báu này có thể thay đổi theo ý nguyện, kết hợp từ 2, 3 hoặc 7 loại báu. 14. Nước hồ lên xuống tùy nguyện. Nhân dân ở nước cực lạc, khi bước chân xuống hồ, mực nước có thể lên xuống theo ý nguyện. Nước hồ có thể tự nhiên điều chỉnh nhiệt độ theo ý nguyện. Sau khi tắm, tinh thần sẽ thấy sảng khoái và tẩy trừ mọi tâm cấu nhiễm. Trong khi tắm, xung quanh bờ hồ phát ra tiếng sóng vỗ như một điệu nhạc, phát ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tiếng tịch tịnh xa vắng, tiếng vô ngã, tiếng đại từ bi và tiếng ba la mật. Những âm thanh này rất thích hợp với người nghe và khiến người nghe sinh tâm hoan hỷ vô lượng. 15. Hương sông ngào ngạt. Từ mặt đất đến hư không, tất cả các cung điện, lầu gác, hồ sen, cây hoa và mọi vật đều được xông ướp trong trăm ngàn loại hương thơm, kết hợp từ vô lượng tạp bảo đặc biệt. Hương thơm này tỏa khắp mười phương thế giới, các Bồ Tát ngửi thấy mùi hương, liền dũng mãnh tu theo hạnh Phật. 16. Thức ăn tinh khiết. Thức ăn ở đây gồm các thứ hương hoa vô cùng tinh khiết và thù thắng hơn cả ở các cảnh trời. Khi có nhu cầu ăn uống, các món ăn tự động hiện ra trong chén bát thất bảo, đầy đủ và phong phú. Cách ăn ở đây khác với cảnh giới thế gian, chỉ cần tác ý và nhìn thấy, thức ăn sẽ tự động xuất hiện. Sau khi ăn, thức ăn được tiêu hóa, và đến giờ ăn sau, các món ăn mới lại tự nhiên hiện ra như trước. 17. Y phục tùy niệm. Y phục của cư dân ở đây tự nhiên hiện ra theo niệm, không cần may, cắt, giặt hoặc nhuộm. 18. Chim biết thuyết pháp. Các loài chim trong cõi này đều là hóa thân của Đức A-di-đà. Ngài hiện ra dưới hình dạng các loài chim như bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng, chim phủ, chim nhạn, chim oan ương, v.v. Những chim này phát ra tiếng kêu hòa nhã trong suốt 6 thời, giảng giải pháp như ngũ căn, ngũ lực, bảy phẩm bồ đề, 8 pháp chánh đạo, v.v. khiến người nghe phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau khám phá cõi cực lạc, một thế giới được miêu tả với sự trang nghiêm và thanh tịnh tuyệt vời qua hai góc nhìn chính,
chánh báo và y báo. Chánh báo phác họa sự vĩ đại của chúng sanh trong cõi cực lạc, nơi mọi người đều đạt được trạng thái thanh tịnh tối thượng. Trong khi đó, y báo mang đến hình ảnh của môi trường xung quanh, từ mặt đất trang nghiêm bằng bảy báo, khí hậu ôn hòa, đến các lưới báo và hồ tắm thơm mát, tất cả đều hiện lên một cách rực rỡ và hoàn hảo. Những hình ảnh này không chỉ khơi gợi trí tưởng tượng, mà còn nhấn mạnh mục tiêu và ý nghĩa của việc tu hành tinh tấn. Dù không thể diễn tả hết vẻ đẹp của cõi cực lạc, sự thực hành và niệm Phật sẽ giúp chúng ta trực tiếp trải nghiệm và chứng ngộ điều kỳ diệu này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong hành trình tâm linh tìm kiếm sự giác ngộ. Hy vọng những kiến thức hôm nay sẽ thêm phần hứng khởi trên con đường tu tập của các bạn.